Hi guys, welcome back to lehaihai.com. Our lesson today is writing unit 1, towns and city. Cô xin chào các em. Chào mừng các em đến với lehaihai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta đó là phần writing, bài số 1, các thị trấn và các thành phố. Thì nội dung bài học hôm nay của chúng ta là gì? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Writing, viết, a description of a town or city. Các em sẽ được học viết về một bài miêu tả về thị trấn hoặc thành phố. I can write a description of a town or city. Tôi có thể viết một bài miêu tả về thị trấn hoặc thành phố. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên. Think, check the meanings of the word in the box which heart your town or city got. Và yêu cầu của nội dung đầu tiên là các em hãy nghĩ xem, kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và trong thị trấn hoặc thành phố của các em thì có các từ nào. Thì dưới đây cô có những từ như sau. Từ đầu tiên, buildings, các tòa nhà, a zoo, sở thú, amusement parks, công viên giải trí, shopping mall, trung tâm mua sắm và factory, nghĩa là nhà máy. Và với những từ được liệt kê trong khung thì các em hãy cùng suy nghĩ xem ở trong thị trấn của các em thì chúng ta có những từ nào. Đối với bài này cô sẽ hướng dẫn các em như sau. My town, Vũng Liêm, has short building, a small shopping mall, and a few old factories. Has short building. A small shopping mall. And a few old factory. Thị trấn của tôi, Vũng Liêm thì có các tòa nhà thấp và một cái trung tâm mua sắm nhỏ và một vài cái nhà máy cũ. Đó là nội dung của hoạt động này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Exercise 1. Read the description of Ho Chi Minh City. Which word in the thing exercise are in the text? Yêu cầu của bài tập số 1 là các em hãy đọc bài mô tả về thành phố Hồ Chí Minh. Những từ nào ở phần thing thì có trong văn bản. Thì trên đây cô có một bài miêu tả về thành phố Hồ Chí Minh. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu. Ho Chi Minh City is in the south of Vietnam. It's got a population of about 9 million in 2019. It's very modern and the people are really friendly. There are many good amusement parks, shopping malls, and buildings here. Vũng Tàu, Phan Thiết, and Dallas are some quite nice places, not far from Ho Chi Minh City. I sometimes visit this city for holiday, but Ho Chi Minh City is more interesting. Đó là bài đọc của chúng ta. Và bây giờ cô sẽ giải thích nội dung của đoạn văn này như sau. Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam của Việt Nam. Nó có dân số khoảng 9 triệu người vào năm 2019. Nó thì rất là hiện đại và người dân thực sự rất là thân thiện. Có rất là nhiều công viên giải trí, trung tâm mua sắm và những tòa nhà ở đây. Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt là một số địa điểm khá đẹp, cách xa thành phố Hồ Chí Minh không xa. Và tôi thỉnh thoảng đến thăm những cái thành phố này vào những ngày nghỉ. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì thú vị hơn. Đó là nội dung của bài đọc. Và các em có thể quan sát thấy là những từ vựng ở trong bài tập thinh được đề cập đến trong đoạn văn này. Chúng ta gồm những từ như amusement park, shopping mall and buildings.
Đối với bài tập này, cô sẽ trả lời như sau. Task 1. In the text, there are words. Amusement park. Shopping mall. Building. Trong bài đọc thì có các từ công viên giải trí, trung tâm mua sắm và các tòa nhà. Đó là nội dung hoạt động thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động thứ hai. Activity 2. Complete the key phrases with words from the text. Yêu cầu của bài tập số 2 là các em hãy hoàn thành key phrases với các từ ở trong bài đọc. Thì dưới đây chúng ta có một bảng key phrases về việc miêu tả thị trấn hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng đọc bài và sau đó là hoàn thành bài tập này. Key phrases, cụm từ trọng điểm. Describing a town or city, mô tả một thị trấn hoặc thành phố. Chúng ta đến với number 1. It's in the northwest center of. Nó thì nằm ở phía bắc, tây, đông, trung tâm của gì đó. Thì đối với phần này cô sẽ điền như sau. Chúng ta có thể quan sát thấy trong bài đọc. Câu đầu tiên, đề bài có nói là nó thì nằm ở phía nam của Việt Nam. Cho nên câu đầu tiên cô sẽ điền là South and Việt Nam. Task 2. Number 1. South Vietnam. Tiếp theo, number 2. Và tiếp theo, điều thứ hai chúng ta khi chúng ta miêu tả về một thành phố hay một thị trấn đó là it's got a population of about. Nó thì có dân số khoảng bao nhiêu? Thì trong đoạn văn ở trên thì thành phố Hồ Chí Minh có dân số là khoảng 9 triệu người. Cho nên câu số 2 cô sẽ điền là 9 million. Tiếp theo, điểm thứ ba khi chúng ta miêu tả đó là it's very and the people are. Cái nơi này thì như thế nào và con người thì như thế nào? Trong đoạn văn, tác giả đã sử dụng từ đó là it's very modern and people are really friendly. Cho nên câu số 3 cô sẽ điền là modern and really friendly. Nó thì rất là hiện đại và con người thì rất là thân thiện. Và tiếp theo, điểm thứ tư chúng ta miêu tả đó là there are and. Nó thì có gì và có gì. Ở trong này thì tác giả đã miêu tả đó là nó thì có rất là nhiều cái công viên giải trí, trung tâm mua sắm và các tòa nhà. Cho nên câu số 4 cô sẽ điền là many good amusement parks, shopping malls and buildings.
Nó thì có rất là nhiều cái công viên giải trí tốt, trung tâm mua sắm và các tòa nhà. Many good amusement park. Shopping mall. Building. Đó là nội dung của câu thứ tư. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu thứ năm. Câu thứ năm chúng ta sẽ miêu tả đó là I, but, tôi, nhưng mà. Trong đoạn văn tác giả có đề cập I sometimes visit these cities for holiday, but Ho Chi Minh City is more interesting. Cho nên câu cuối cùng cô sẽ điền là sometimes visit Vũng Tàu, Phan Thiết and Đà Lạt, but Ho Chi Minh City is more interesting. Tôi thì thỉnh thoảng ghé thăm những cái thành phố như Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì rất là thú vị. Sometime visit Vũng Tàu, Phan Thiết and Đà Lạt. But Hồ Chí Minh City is more interesting. Tôi thỉnh thoảng ghé thăm thành phố Vũng Tàu, Phan Thiết và Đà Lạt, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì thú vị hơn. Đó là nội dung của câu thứ 5. Như vậy là cô và các em đã hoàn thành xong nội dung của bài tập thứ 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm ngữ pháp tiếp theo, đó là Language Point, Position of Adjective and Compound Sentences. Đó là điểm ngữ pháp, vị trí của tính từ và câu ghép. Chúng ta đến với Activity 3. Look at the phrases in blue in the text, then underline the correct words. Yêu cầu bài tập số 3 là các em hãy nhìn vào các cụm từ màu xanh ở trong bài đọc, sau đó là gạch chân các từ đúng. Number 1. When an adjective and a noun are together, the adjective is before after the noun. Khi mà tính từ và danh từ được đi cùng nhau thì tính từ sẽ đứng trước hay đứng sau danh từ? Thì các em hãy nhìn lại trong bài đọc, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có những cụm từ như quiet place này. Ở đây chúng ta có tính từ, sau đó đến danh từ, cho nên tính từ nó sẽ đứng trước danh từ. Cho nên câu đầu tiên cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là before. Khi mà tính từ và danh từ đi cùng nhau thì tính từ sẽ đứng trước danh từ. Tiếp theo, number 2. We use really, very and quite before after an adjective. Chúng ta thường sử dụng really, very và quite trước hay là sau tính từ. Chúng ta sẽ nhìn lại ba ví dụ ở trong đoạn văn. Very đều đứng trước tính từ, really cũng đứng trước tính từ và quite thì cũng đứng trước tính từ. Cho nên câu số 2 cô sẽ chọn đáp án ở đây là before. Chúng ta thường sử dụng really, very và quite ở trước tính từ. Đó là nội dung hoạt động thứ 3. Hai lưu ý này các em cần ghi nhớ để chúng ta có thể áp dụng làm bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Activity 4. Activity 4. Compound sentences. Look at the underlined sentences in the text, then circle the correct word. Yêu cầu của bài tập số 4 là về câu ghép. Các em hãy nhìn vào những cái câu được gạch chân trong bài đọc, sau đó là khoanh tròn vào các từ đúng. Chúng ta đến với câu đầu tiên. Number 1. We use and to join similar opposite independent clause.
in a compound sentence. Chúng ta thường sử dụng và để kết hợp những cái mệnh đề độc lập tương tự hay là đối lập nhau trong câu ghép. Các em hãy quan sát lại đoạn văn. Chúng ta có câu đầu tiên đó là It's very modern and popular and really friendly. Thì từ and ở đây được sử dụng để kết hợp hai mệnh đề độc lập và có ý nghĩa tương đối nhau, là đều nói về những cái ưu điểm của cái thành phố Hồ Chí Minh này. Cho nên cô sẽ lựa chọn đáp án ở đây là similar. Chúng ta thường sử dụng và để kết hợp các mệnh đề độc lập tương tự nhau trong câu ghép. Tiếp theo, two. We use but to join similar opposites in dependent clause in a compound sentence. Và câu thứ hai thì chúng ta thường sử dụng but để kết hợp những cái mệnh đề độc lập tương tự hay là đối lập nhau ở trong câu ghép. Chúng ta quan sát câu thứ hai. Ở đây, to but chúng ta được sử dụng để nói về cái sự việc là tôi thì thường ghé thăm những cái thành phố đó cho kỳ nghỉ, nhưng mà tôi lại thích thành phố Hồ Chí Minh hơn vì nó thú vị hơn. Cho nên but được sử dụng để nói về hai câu mệnh đề độc lập đối lập nhau. Cho nên cô sẽ chọn câu thứ hai ở đây sẽ là opposite. Đó là nội dung hoạt động thứ tư. Và đó cũng là hai điểm ngữ pháp các em cần ghi nhớ về cách sử dụng and và but. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo. Now order the word to make sentence. Yêu cầu hoạt động tiếp theo là bây giờ các em hãy sắp xếp các từ để tạo thành câu. Sau đây cô có hai câu number 3 and 4. Cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này như sau. Task 4, number 3. Câu số 3 cô sẽ nói Hội An Town is an old town and it's got a population of about 152. Hội An Town is an old town. Cô sẽ sử dụng mệnh đề. Cô sẽ sử dụng từ an. Is got a population of about 152,160. Hội An là một thị trấn cổ với dân số khoảng 152.160 người. Đó là nội dung của câu thứ 3. Tiếp theo, câu thứ 4. Cô sẽ sắp xếp như sau. Mr. Nam sometime stay in Hà Nội, but he lives in Ho Chi Minh City. Hồ Chí Minh City. Ông Nam thì thỉnh thoảng ở Hà Nội, nhưng mà ông ấy sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cô sử dụng từ ở đây đó là but. Thì đó là nội dung của hoạt động thứ tư này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển đến hoạt động tiếp theo. Đó là Activity 5. Uses follow the step in the writing guide. Yêu cầu bài tập số 5 là các em hãy thực hành làm theo các bước trong phần hướng dẫn viết. Dưới đây chúng ta có một bài hướng dẫn như sau. Writing guide là hướng dẫn viết. A. Task. Nhiệm vụ. Write a description of a town or city that you like for a website. Các em hãy viết một bài mô tả về một thị trấn hoặc thành phố mà em thích cho một trang web. B. Think and plan. Suy nghĩ và lập kế hoạch. 1. Where's the town, city? How big is it? Cái thị trấn và thành phố ở đâu và nó thì lớn như thế nào? 2. How is the town, city? How are the people? Thị trấn và thành phố như thế nào, mọi người thì như thế nào? 3. What are there in the town, city? Và có những gì trong thị trấn, thành phố? 4. Are there any nice place near the town, city?
Có nơi nào đẹp gần thị trấn hay thành phố không? 5. What do you think about the town city? Bạn nghĩ gì về thị trấn và thành phố? C. Write, viết. Note, write only one paragraph. Lưu ý là chỉ viết một đoạn văn. Is the town city in? Là một thị trấn thành phố ở. Is got, nó có. Is and the people, nó là và con người thì. There are and, có gì và. Are nice place, là những nơi, địa điểm tuyệt vời. I sometimes, và tôi thỉnh thoảng. Tiếp theo, D, check, kiểm tra. There is, there are. Có, position of the adjective, vị trí của tính từ, adverb, trạng từ, quite, very, really, and, but, và sử dụng từ and, but, comparative form, và sử dụng tính từ so sánh hơn. Thì đó là toàn bộ nội dung hướng dẫn các em viết một bài miêu tả về một thị trấn hoặc thành phố. Thì sau đây, cô đã chuẩn bị sẵn một bài mẫu tương tự và làm theo các bước như trên, các em có thể cùng cô tham khảo. Vũng Tàu is in the south of Vietnam. It's got a population of over 1 million in 2019. It's very modern and the people are really friendly. There are many beautiful beaches, green parks, some shopping malls, office buildings and factories here. Côn Đảo, Hồ Chí Minh City and Đà Lạt are some quite nice places. Not far from Vũng Tàu. I sometimes visit this place for holiday, but Vũng Tàu is more fantastic. Và đó là bài viết mẫu cô hướng dẫn. Thì sau đây cô sẽ giải. Vũng Tàu ở phía nam của Việt Nam, nó có dân số khoảng hơn 1 triệu người dân vào năm 2019. Nó rất là hiện đại và con người ở đây thực sự rất là thân thiện. Có rất là nhiều bãi biển đẹp, những công viên xanh, một vài trung tâm mua sắm và những tòa cao ốc văn phòng. Và những nhà máy ở đây, Côn Đảo và thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt là những cái địa điểm rất là đẹp và không xa Vũng Tàu. Tôi thỉnh thoảng thì ghé thăm những cái nơi đó cho những ngày nghỉ, nhưng mà Vũng Tàu thì thực sự rất là tuyệt vời hơn. Đó các em đã. Và bài học của cô đến đây là kết thúc. Thanks a lot for your watching and have a nice day. Cảm ơn các em đã theo dõi và chúc các em